6 xu hướng sáng tạo typography đột phá của năm 2022 dành cho thiết kế slide PowerPoint. Đầu tiên, đó là sử dụng chữ ở dạng viền. Xu hướng này rất phổ biến trong các ấn phẩm truyền thông, đặc biệt là chủ đề thời trang và hip hop. Nó vừa có thể tạo ra sự tương phản, nổi bật cho nội dung chính, vừa có thể làm họa tiết trang trí cho nền. Xu hướng thứ hai, đó là ẩn chữ phía sau chủ thể đã được tách nền. Phong cách này cực kỳ phù hợp với chân dung của nhân vật tiêu đề trên bìa của tạp chí. Xu hướng tiếp theo, đó là sử dụng phông không chân có nét tròn. Chúng ta có thể thấy trên bộ nhận diện thương hiệu mới của rất nhiều ngân hàng, công ty đã sử dụng phông dạng này để hướng tới tệp khách hàng trẻ trung, năng động. Xu hướng thứ tư, chúng ta có thể sử dụng phông có chân trên những ấn phẩm có phong cách thiết kế tối giản để tạo nên vẻ đẹp sang trọng, tinh tế. Thứ năm, chúng ta có thể kéo dài bề ngang của chữ để tạo nên sự biến hóa đột phá cho thiết kế. Tuy nhiên, chúng ta nên thao tác trên các phần mềm chuyên dụng như Illustrator thay vì PowerPoint. Và cuối cùng, một xu hướng chắc chắn sẽ còn thống trị trong một thời gian dài, đó chính là gradient. Nếu như chúng ta muốn tạo nên một ấn phẩm thiết kế mang vẻ đẹp thời thượng, hiện đại thì phối màu gradient chắc chắn luôn là một giải pháp lý tưởng. Mong cả nhà sẽ ghé qua tham khảo khóa học PowerPoint online tại niceslide.com để sở hữu trọn đời Office 365 và bộ công cụ ưu việt của NiceSlide, qua đó nâng tầm tư duy thẩm mỹ và chuyên nghiệp hóa kỹ năng thiết kế slide cùng các ấn phẩm sáng tạo bằng sức mạnh tuyệt vời của PowerPoint.